Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cái series Where Path for Newbie. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là đi tìm hiểu vị sĩ quan nữ thứ hai trong series này là Antonia Shevchenko. Một cái sĩ quan mà mình muốn giới thiệu cho anh em là sĩ quan nữ tiếp theo dành cho pháo binh. Và đây là nữ sĩ quan mà có lẽ rằng là rất cần phải có đối với tất cả những anh em mà chúng ta chơi Webhard từ OB đến Newbie. Có lẽ là chúng ta cũng nên để ý đến cái vị sĩ quan này ngay ở từ những cái giai đoạn đầu game. Thế thì cách để chúng ta có thể nhận được sĩ quan Antonia Shevchenko đấy là chúng ta phải vượt qua được cái chapter 7 ở trong phần chơi giới thiệu về game. Về cách nhận tượng sĩ quan thì chúng ta sẽ có ba cái cách thông thường chúng ta sẽ có cái vòng quay may mắn. Thông thường là hai vòng quay đầu tiên nó sẽ có quay tượng của Antonia Shevchenko. Đây là một cái thời điểm cực kỳ tốt và có lẽ rằng là anh em cần phải đầu tư và xác định ngay, đầu tư vàng vào trong hai vòng quay này để chúng ta có thể sớm mắc được cái sĩ quan Antonia Shevchenko này sớm nhất có thể. Cái thứ hai là anh em chúng ta có thể đầu tư vào việc mua gói. Nếu như mà chúng ta có chịu khó đầu tư tiền vào game thì hiện tại là cái ưu đãi đặc biệt hàng ngày thì nó sẽ cho chúng ta lựa chọn sĩ quan Antonia Shevchenko ở trong này. Thì anh em có thể lựa chọn sĩ quan và chúng ta mua gói với các mức giá tương ứng là 1 đô rồi là đúng không? 1 đô rồi 2 đô rồi là 3 đô đúng không? Tương tự là chúng ta sẽ có cơ hội để nhận mở cái thùng hàng này ra. Đấy, mở thùng hàng này ra thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được cái tướng sĩ quan. Dĩ nhiên ở đây là của mình là tử xã Úc Châu, nhưng anh em chọn thay đổi sĩ quan, chúng ta chọn Antonia Shevchenko sẽ có các cái gói này. Rồi cái nguồn thứ ba là hiện tại là bản 3.04 thì nó đã có thêm một cái nhà nữa là Javio Pichu. Pichu anh em có thể mở tìm được cái tượng sĩ quan ở trong Antonia Shevchenko ở trong cái phần này. Đây tượng đây, với cái tỷ lệ rất lớn, đúng không? Với tỷ lệ rất lớn anh em có thể nhận được rất nhiều, may mắn là nhân 10 với tỷ lệ là 0.02%. Okay. Ngoài ra thì chúng ta có thể đổi được từ tượng vàng, đổi từ tượng vàng để chúng ta lấy cái tượng sĩ quan để chúng ta up vào Antonia Shevchenko. Rồi phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về bộ kỹ năng của sĩ quan này, tại sao cái bộ kỹ năng này lại tại sao sĩ quan Antonia Shevchenko lại là một cái lời khuyên về việc đầu tư rất đáng giá ở trong giai đoạn đầu game. Từ early game đến mid game và đến late game, anh em đều cần phải có cái sĩ quan này. Rồi trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái bộ kỹ năng. Rồi kỹ năng đầu tiên là ám sát. Kỹ năng ám sát với cái thông tin là gây sát thương cho binh lính địch, hệ số sát thương là 1.200, rất lớn. Và sát thương kỹ năng thêm cộng 25% do pháo binh gây ra, tức là nếu như mà Antonia Shevchenko được triển khai cho các đơn vị là pháo binh thì sẽ được buff thêm 25% sát thương kỹ năng. Cái skill thứ hai là sát thương binh lính cộng 25% khi đồn trú. Cái này nó cũng giống như là Percy ở trong cái clip trước mình đã giới thiệu với anh em. Nếu như anh em có quan tâm về Percy thì chúng ta có thể kích ở phần com, phần description, phần mô tả mình có để lại link, hoặc là anh em có thể tìm lại trong phần series. Là sát thương binh lính khi đồn trú là 25%. Cái kỹ năng thứ ba, một kỹ năng bị động là tăng hỏa lực cho pháo binh là 30%, tăng thêm hỏa lực. Kỹ năng thứ tư là sát thương kỹ năng sĩ quan. Sát thương kỹ năng sĩ quan là 25% nữa. Tức là chúng ta có thể hình dung ở đây là Antonia Shevchenko là một vị sĩ quan là thương thiên về việc là sử dụng skill, sử dụng kỹ năng để gây đam, hay còn gọi là Luker. Đó, anh em chơi các game MOBA thì gọi là Luker. Đó. Là chuyên sử dụng mana để burn, để tung kin, đúng không? Tung skill và diệt địch. Đó, thì ở trong game này thì nó cũng có cái sát thương kỹ năng sĩ quan là riêng Antonia Shevchenko có buff thêm 25%. Rồi nếu như anh em unlock 4 kin này lên level 5, chúng ta lưng toàn bộ 4 kin, 4 skill lên level 5 thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần bổ sung thông tin là bộ cường hóa hồi sinh, nó sẽ có thêm cái phần là đường đạn pháo binh cộng thêm một ô bản đồ. Cộng thêm một ô bản đồ.
Chúng ta hình dung là bình thường pháo binh của chúng ta chỉ bắn được 4 ô. Thế khi mà chúng ta triển khai Antonov Shevchenko thì nó sẽ có tầm hoạt động, tầm bắn lên đến là 5 ô nhá. Đây đây anh em đếm này, 1, 2, 3, 4. Bình thường là nó chỉ tầm hoạt động là 4 ô như này thôi. Nhưng khi triển khai Antonov Shevchenko sẽ có tầm hoạt động thêm là 5 ô, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5 ô. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5 ô. Ok. Mục thứ 5 là chúng ta chiến và thuật khi chúng ta nâng unlock thì có lẽ là mình ưu tiên cái kỹ năng đầu tiên skill này lên level 5. Đây là kỹ năng gây đam chính báo bình cộng một ô lưới. Cái này Antonia cực kỳ là hữu ích, cực kỳ là skill 1 lợi trước tiên dành cho những anh em có Antonia sẽ sau đó là chúng ta đầu game tiếp tục là đầu game vào giai đoạn đầu game early 1 thứ 4 early game mà anh em đã có Antonia theo quan điểm của mình thôi là lưng nó dắt ra ngoài đồng thứ 25% rất là sát thương kỹ năng. Đó và khi chúng ta thứ 3 triển khai Antonia nâng chân cái skill thứ 3 lên bị pháo binh, sau đó cuối cùng là chúng ta mới gọi là chơi game dễ hơn hai là sát thương binh lính khi đồn trú, bởi vì mình không đánh giá cao trong kỹ năng sát thương khi đồn trú này. Rồi thế thì đơn vị phù hợp ở đây thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ triển khai vào các đơn vị về pháo binh nhá. Thì đơn vị phù hợp thì anh em có thể triển khai về pháo. Đấy, triển khai cho các đơn vị pháo. Pháo thì chúng ta có thể lựa chọn là pháo Nga hoặc là pháo Mỹ. Nếu như anh em lựa chọn tùy chúng ta thôi, chúng ta có loại pháo nào mà chúng ta có level lớn nhất hoặc là có cấp sao lớn nhất thì chúng ta triển khai Antonia Shevchenko cho nó. Đấy, để ngoài ra thì chúng ta cũng có thể triển khai Antonia Shevchenko cho BM, cho cái dàn phóng tên lửa, để chúng ta có thể tận dụng được cái sự cơ động của BM trên chiến trường. Đánh nhanh tiêu diệt gọn, sau đó chúng ta cũng rút lui. Thay vì cái sự chậm chạp của pháo thì nhiều anh em cũng có xu hướng là lên BM để lấy lại sự linh động, cơ động hơn. Tuy nhiên BM thì nó sẽ giấy hơn so với pháo. Đấy. Kết luận là cái vị sĩ quan Antonia Shevchenko là một cái vị sĩ quan rất đáng để đầu tư, thậm chí là đầu tư ngay giai đoạn đầu game là anh em cần phải bỏ vàng vào quay vòng quay. Hai vòng quay đầu game là chúng ta sẽ nhận được cái vị sĩ quan này. Rất nhiều tượng sĩ quan dành cho Antonia Shevchenko. Chúng ta chỉ cần bỏ ra khoảng độ 130.000 vàng ở giai đoạn đầu City 1 ấy, là chúng ta sẽ có khả năng là max skill 1, 4 rồi 3 của Antonia Shevchenko từ rất sớm. Và khi chúng ta đã có bộ kỹ năng từ rất sớm như vậy thì chúng ta đi chiến dịch, chúng ta cày chiến dịch nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta đánh nhau ở trên bản đồ cũng sẽ có lợi thế hơn, và chúng ta thực hiện các cái màn solo bay to bay hoặc là thủ nhà nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Và đây là một cái con Antonia, đây là một cái sĩ quan có lẽ là đắt sắt ra miếng và nó cực kỳ đáng để đầu tư dành cho anh em từ newbie đến OB và từ early game đến mid game chúng ta, hoặc là đến late game, thậm chí lên đến CT4 chúng ta vẫn còn đất diễn và chúng ta vẫn còn thể sử dụng được. Ok. Rồi, có lẽ là cái clip của mình cũng đã dài thì mình xin phép tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các cái clip và webpad dành cho newbie lần sau. Nếu như anh em cần review về vị sĩ quan nào thì chúng ta có thể comment ở phần comment và mình sẽ dành thời gian để chúng ta chia sẻ chúng ta về điều đó. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video clip lần sau. Goodbye.